có một cái bài tập về phép toán với số hữu tỉ ở lớp 7 mà một bạn có nhắn tin hỏi thầy cái đề bài như thế này là tính giá trị của biểu thức A bằng 1 phần 4 trừ 1 trong ngoặc nhân với 1 phần 9 trừ 1 1 phần 16 cũng trừ 1 và 1 phần 121 cũng trừ 1 Tất nhiên chúng ta phải hiểu rằng là cái con số 1 phần 4, 1 phần 9, 1 phần 16 cho đến 1 phần 121 là mình, mình làm cho cái bài này thôi mà mình nhận thấy là gì? 2 bình phương thì ra 4 Còn 3 bình phương thì ra 9 16 bình phương À quên, 4 bình phương chứ 4 bình phương thì ra 16 Vân vân, và chỗ này là gì? Chỗ này là 11 bình phương thì bằng 121 Vậy là mình chỉ làm có từ 2 cho đến 11 thôi Là có mấy số? Có 10 số à? Đúng rồi Như vậy là chốt lại ở đây là tính từ 2 cho tới 11 Trong đầu mình phải hiểu là có 10 số Tức là ở bài này có 10 cái ngoặc và sau khi chữa bài này rồi thì thầy cô hoàn toàn có thể cho chúng ta thi một cái bài khác Mà nó có 20 cái ngoặc chẳng hạn Thì quy luật nó vẫn thế thôi Đẩy cái con số này nó to lên Thành 21 bình phương là 441 Được không? Thì cách làm vẫn tương tự Thế vì nó có 10 ngoặc Mà mình bây giờ lại nháp một tí đi 1 phần 4 trừ 1 thì bằng 1 phần 4 trừ đi 4 phần 4 Tức là quy đồng mẫu 1 thì chính là 4 phần 4 Vậy cái này ra là âm 3 phần 4 à? Rồi, mình lại nháp tiếp là 1 phần 9 trừ 1 thì là 1 phần 9 trừ 9 phần 9 thì bằng âm 8 phần 9 à 1 phần 16 trừ 1 thì lại bằng 1 phần 16 trừ 16 phần 16 thì bằng âm 15 phần 16 như vậy là nó bị có các cái dấu âm thầy cô cho như vậy để làm gì để cho chúng ta có nhiều dấu âm này này để chúng ta xử lý cho nó khó hơn lơ tơ mơ là sai luôn thế thì có 10 ngoặc nhá 10 ngoặc như vậy chúng ta cũng sẽ suy ra ở đây là có 10 cái dấu âm. 10 cái dấu trừ như thế này này. Mà chúng ta nhớ là có chẵn dấu trừ khi nhân với nhau thì nó lại ra dấu cộng. Tức là hai số âm nhân với nhau thì ra dương, bốn số âm nhân với nhau cũng ra số dương, sáu số âm nhân với nhau cũng là số dương. Vậy thì ở đây mình sẽ đổi lại dấu của tất cả 10 số này đi. Vì 10 dấu âm nhân với nhau nó ra dấu dương mà. Vậy thì mình hoàn toàn có thể viết ngay được một câu đầu tiên vào đây như thế này. Ta thấy. Ta thấy, đúng không? A chính là bằng 1 trừ 1 phần 4 Nhân với 1 trừ 1 phần 9 Nhân với 1 trừ 1 phần 16 Nhân vân vân 1 một trừ 1 một phần 121 Đổi dấu luôn cả 10 số hạ A à, 10 thừa số 10 cái ngoặc này 10 số Đây là tích mà Nên gọi là 10 thừa số Được chưa Thế A ở đây bằng gì Mình không làm số âm này nữa 1 trừ 1 phần 4 thì ra dương rồi 3 phần 4 nhân 8 phần 9 nhân 15 phần 16 nhân chấm 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 nhân 120 phần 121 Thế trước đó là số gì? Mình nên viết thêm một phân số nữa nhỉ? Đây, thầy nháp tí vào đây nhá Trước đó là gì? Trước đó là 1 trừ đi 1 phần là 100 Nó là 10 bình phương mà Bởi vì đây là 11 bình phương Thì trước đó phải có cái số là 10 bình phương bằng 100 Vậy thì chỗ này sẽ là 99 phần 100 nhân 120 phần 121 bước đầu tiên là mình xử lý các cái ngoặc đưa về các cái phân số như thế này thế các phân số như này thì có gì đặc biệt lớp 8 chúng ta mới học đẳng thức, học hàng đẳng thức cơ nếu mà học hàng đẳng thức thì thì các anh chị lớp 8 và các bạn lớp lớn hơn ấy, sẽ nhìn thấy là gì 1 trừ 1 phần 4 sẽ được hiểu là 1 trừ 1 phần 2 bình phương xong rồi là 2 bình phương trừ 1 chia 2 bình phương thế này đúng không tuy hàng đẳng thức là 2 trừ 1 nhân 2 cộng 1 chia cho hai bình phương rồi là 1 trừ 1 phần 9 thì bằng 1 trừ đi 1 phần 3 bình phương xong lại quy đồng lên 3 bình phương trừ 1 trên 3 bình phương đúng không? nhân chéo lên đây mà rồi hàng đẳng thức là 3 trừ 1 nhân 3 cộng 1 trên 3 bình phương vân vân đúng không? nhưng mà lớp 7 thì chưa học hàng đẳng thức nên thôi mình phải tự mò mẫm vậy thì chính vì vậy nên là bài này nó mới thành bài khó của các bạn lớp 7 3 là gì? 8 là sao? 15 thì viết thế nào? 99 là làm sao? 120 có quy luật gì? Đấy, tất cả các cái tử này chúng ta phải nhìn thấy quy luật là gì nháp vào đây. 3 thì chính là 1 x 3. Xong đến 8 thì lại bằng 2 x 4. À, 15 thì lại bằng 3 x 5. Thì như tiếp theo nó phải là 4 x 6 đúng không? 25 trừ 1 là 24 mà. 24 thì bằng 4 x 6. Chấm chấm chấm, kia kìa, 99 thì bằng 9 x 11. Cứ cách nhau hai đơn vị. 120 thì lại bằng 10 x 12 Đấy Vậy mình sẽ viết vào đây là gì 1 x 3 chia 2 bình phương 2 x 4 chia 3 bình phương 3 x 5 chia 4 bình phương 4 x 6 chia 5 bình phương Mà có kỳ viết hết dạng được Vì nó chỉ có 10 số thôi mà Khi nào nó nhiều quá thì mình mới chấm chấm Còn ở đây 10 số thì nghĩ là có thể còn viết hết được ấy. Đây này 5 x 7 chia 6 bình phương 5 x 7 chia 6 bình phương 6 x 8 chia 7 bình phương uh, 6 x 8 rồi à 7 x 9 chia cho 8 bình phương 8 x 10 chia 9 bình phương 9 x 11 đây rồi chia 10 bình phương và cuối cùng 10 x 12 chia cho 11 bình phương hết luôn cả 10 số có thể là chúng ta sẽ nghe thấy tiếng thịt hào ở trong micro của thầy bởi vì là hãy đang học bài buổi sáng môn hóa được hôm chăm học dậy sớm học hóa trước tí nữa học toán nhá bằng nào bây giờ nhân mà chúng ta sẽ rút gọn tử mẫu là gì rút gọn tử mẫu là kiểu như thế này này a nhân b phần a nhân c thì rút gọn a cho nhau còn b phần c thôi với điều kiện a khác không không có gì phải bàn cãi chứ không chơi kiểu rút gọn cho số 0 nhá thỉnh thoảng thầy có quên viết cái này thì cũng thôi ta phải hiểu là khi rút gọn thì nó khác không chứ chẳng ai rút gọn tử chia cho không mẫu chia cho không cả đấy là bắt bẻ thôi chứ còn thực tế là bài tập chẳng ai làm như thế được không mà bây giờ thì chữa để chúng ta tự học chúng ta cứ vặn vẹo thầy mấy cái linh tinh vậy nó mất thời gian lắm nếu mà đây là thầy đi thi giáo viên giỏi ấy thì đúng là viết linh tinh như vậy thiếu sót như vậy là bị trừ điểm nhưng mà đây là mình đang học thôi mà nào nhưng mà học cũng phải chuẩn chỉ đúng không cái gì cũng phải thế này phải thế kia phải thế nọ áp lực lắm. Ờ uh, ta xem nào. Thầy nhìn thấy này, có một số 3, hai số 3 và dưới này 3 bình phương cũng là hai số 3. Thì sẽ rút gọn 3 ở đây, 3 ở đây với 3 ở đây. Vậy là theo cái quy luật chữ V đi xuống xong rồi đi lên là hết số 3. Vậy số 4 thì sao? Mình vẽ bằng bút chì cho nó hiểu thôi nhá chứ thực ra là vào bài mình đừng có xóa như này nó xấu. Đây là đang giảng bài nên thầy gạch cái này cho ta nhìn cho nó dễ. Cứ 5 trên 5 trên và 5 bình phương ở dưới là nó triệt tiêu với nhau. 5 ở trên, 5 ở trên nhân với nhau, dưới này có 5 bình phương. Hết với nhau. Đúng không? Đấy, tiếp tục này. 6 thì hết này, 7 cũng hết này, 8 cũng hết này, 9 cũng hết, 10 cũng hết. Nhưng mà 11 thì nó không hết tại vì không có số 11 ở đây. 11 này ấy, mới đây có hai cái 11 thì nó chỉ hết một cái thôi. 11 ở trên với lại 11 bình phương ở dưới. Sau khi rút gọn thì bên trên này nó còn 1 và dưới còn 11. Ta hiểu được đúng không? Nhá. 12 thì nó còn nguyên, cái ông này còn nguyên này. Đầu này thì sao? 2 mũ 1 với 2 mũ 2. Vậy khi rút gọn, thì cho viết là thì giữ lại con số này đi, 2. Dưới này thì để 2 bình phương. Nhân với cả cái dãy này còn gì? Còn 11 nhân 12. Dưới mẫu còn gì? 11 bình phương. Vậy kết quả, rút gọn tiếp con số 2 đi, rút gọn tiếp số 11 đi. Còn 12 phần 2 x 11. Để thầy kiểm tra cho nó chắc, chắc chắn xem nào. 12 là còn. 11 thì sẽ còn một số. 2. 2 thì còn một số ở đầu. À trên này thực ra là còn con số 1 nữa nó mới đúng về mặt số lượng. Tức là còn cái số ở đầu và còn cái số ở cuối. Còn ở dưới ấy, thì nó còn một số 2 và một số 11. Vậy đúng ra chỗ này thì lên viết thêm con số 1 vào lên nữa cho nó hình thức cho nó đẹp. Đấy. Và sau khi rút gọn đi thì chỗ này sẽ còn 1 nhân với 12 trên hai số dưới hai số và kết quả là 2 12/22. Và rút gọn đi cho 2 là còn 6/11. Đấy, kết quả cuối cùng của mình của bài này. A bằng 6/11. nhá. Yeah.